Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có một số món đang chuẩn bị đi về Tây Ninh làm việc với cây dưa hấu. Cây dưa hấu trong thời điểm nó đang có quả non nhé, mới đậu quả nhé. Thì trong này nó sẽ có cái là dưỡng trái non, chống rụng, mát trái, hạn chế bị héo trái non đấy. Và cái thuốc mà sử dụng để trị con ruồi vàng và những con sâu lá này. Đấy. Nguyên cả bộ này là có 3 món. Nó có hai loại chai và bốn với lại một loại gói này, bốn gói ba chai như này. Các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 1.000 lít nước nếu như mà cái dưa của mình nó đang nhỏ hơn cái ống 21-27 trở xuống này. Còn nếu mà lớn hơn đấy, lớn hơn khoảng tầm cái ống 21-27 trở lên ấy, thì một bộ này các anh chị sẽ pha được khoảng tầm 800 lít nước thôi, đã bằng với khoảng tầm 40 bình đeo lưng, 40 bình đeo lưng bằng với 4 phi. Lúc nhỏ nó sẽ giúp cho mát trái, hạn chế bị rụng, bị héo trái non này. Nó giúp cho lớn trái lên, tròn căng đều trái. Còn khi trái lớn rồi thì nó sẽ dưỡng trái và chống bị nứt, bị bọng ruột của cái dưa đấy. To trái. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh nhưng mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này nè. Và bật luôn cái nút chuông thông báo lên để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Còn nếu trong trường hợp mà các anh chị sử dụng bình đeo lưng ấy, thì các anh chị sẽ đong cái chai này khoảng tầm 10 đến khoảng tầm 8 đến 10 ml cho một bình thôi, kết hợp cùng với 1 phần 10 gói này và khoảng tầm 25 ml cái chai thuốc canxi này nhé, để hòa cho một bình 20 lít nước. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.